Em đi rã một vòng em lựa cho anh nha. Thấy cái mối nào ngon mang về. Anh nè, em lựa anh nè, em lựa anh sẽ không bao giờ mà em thất vọng đâu. Anh lấy cái gì để anh chứng minh được với em là anh sẽ hỗ trợ cho em? Trời ơi, từ đó giờ anh quen với em biết bao nhiêu năm rồi, em cũng biết anh là người như thế nào. Chứ chỉ có mấy cái lỗ xa xa anh chọi không được trúng thôi. Chứ còn mấy cái gần gần là anh chính xác lắm. Ví dụ những mấy câu hỏi mà gần gần với cái kiến thức của mình đó. Rồi, đi qua đây đó. Hay là không được lựa đó hả? Giỡn. Thôi đi ra đi, em tránh xa anh ra đi. Trời ơi, vậy là Dũng từ chối em rồi anh. Không phải là từ chối. Anh đi ra luôn đi. Chết nha chị em đây, mình em. Trời ơi, hai chị em mình hôm nay giống như là con quá không gặp đó không chị. Ừ. Ê, nói nghe nè, nghe cái mùi nói chuyện nha mà thấy chân thật chứ sợ. Thấy chân thật chứ sợ luôn. Chị em, nhìn chị em. Trời lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp. Đội bên đây, mình muốn mua ô nào? Mình mua A2 cái đi, mua mình cái mua A2 bên đi. Kia biết liền. Mình mua một cái thôi. Thôi trời ơi, gì mà tiết kiệm vậy? Để dành tiền anh. Gieo vần nè. B6. Rồi A2 với B6 đi. Thêm ô nữa đi. Ôi, hai ô được trời rồi. Gia đình hạ tiện chứ trời. Xem hạ tiện hai được rồi. Người một người 500 ngàn rồi. Người ta có quyền. Mở ô chữ. Đó, hay quá Ly ơi. Ly trước. Hay quá. Trước hồi nào mà trước. Dạ, vừa cầm là cái bèn kìa. Bên đây là cái tay, nó hất vô đây đung đưa. Đâu có cái này nè, để này bèn nè. Không, em ơi, người ta nghe cái tiếng camera ở đây, người ta nhìn thấy cái ta tiếng... thấy rõ ràng mà trời. Em thấy rõ ràng đứng bên này, tại cái góc của anh Nghĩa không có thấy. Em thấy là Ly vừa cầm cái bèn này bèn. Gian quá. Cái nhà này vừa hạ tiện mà vừa ăn gian. Thuận, anh ăn gian chi vậy cho. Anh đâu ăn gian đâu, anh thấy rõ ràng em vậy mà. Anh nói em sai rồi, em chưa có cầm được cái dùi nữa. Anh thấy em cầm vô cái dùi tại em cầm trong vô thức. Em không biết đó. Trời đất ơi. Em cầm em làm nè. Ở đâu ra Thuận? Ê, trời ơi, em dễ cầm. 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 Đây là hai câu thơ quen thuộc trong bài thơ Chiều của Xuân Diệu. Trời ơi. Trời ơi. Mở ô chữ. Dễ lắm. Hôm qua rồi. Đánh anh nào. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. À đúng rồi đó. Ủa Dũng, sao người ta nói xong rồi cái đúng rồi đó là sao? Tại đọc xong mới thấy nó đúng. Có nghe nè, ủa mình đóng vai trò gì? Mình đóng vai trò gì trong cái đội này vậy Dũng? Mình đóng vai trò là gõ chiên. Anh Dũng rất là nhanh. Anh Dũng ơi, lên đi. Anh Dũng, nãy giờ nói thiệt nha, anh Dũng là chỉ có một cái nhiệm vụ là gõ chuông. Gõ chiên thôi à. Là gõ chiên xuất sắc. Vấn đề bé Trinh nó hối thúc quá. Cái giọng mới nó giống như là trống dục. Đúng mình rồi. Đi ra trận vậy đó. Đúng lên anh ơi. Anh Dũng ơi, trời ơi, tôi chưa kịp định hồn là cái này là cái gì luôn á. Bây giờ á, hai ô này bán lại 5 triệu đi cho quỳ vốn. Không, không, đâu có mà bán rẻ như vậy được. Bây giờ mình phải bán gấp đôi. Đúng. Một từ của mình là 10 triệu. 10 triệu. Thôi vậy thôi, giữ lại xài đi, không mua. Trời ơi, cái chuyện mua bán kinh doanh là như vậy anh à. Thương trường là chiến trường. Cho nên á, mới nãy mình mua 5 triệu, bây giờ mình bán gấp đôi, không? Nhưng mà hai từ, ta mua hai từ có bán giá sỉ chứ. Không. Không, em bán một từ 10 triệu đó anh. Em nghĩ sao vậy? Một từ trúng thưởng là 20 triệu, bây giờ bán một từ 10 triệu. Thôi giữ lại xài đi, chị giữ lại xài đi rồi. Giữ lại đi, không hợp lý. Còn không thì thôi. Bán lại 5 triệu đi. Một hai từ. Không, một từ 5 triệu. Người ta mua hai từ luôn kìa, bán 8 triệu thì giảm được, giá cho được, ta. Không được. Hai mua hai từ hả? Mình bán một từ thôi. Bán từ biết rồi để làm cái gì nữa em? Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.